Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với Dynamic Store. Hôm nay mình tiếp tục làm clip review giày. Mẫu giày ngày hôm nay mình review, đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Ultra Boost 2021 Tiercer Shadow Navy. Đây là phối màu vừa rồi về cùng với đợt Ultra Boost 22 vừa rồi. Và đây cũng là một phối màu mới ra mắt các bạn nhé, mới ra mắt của phiên bản 2021. Có nghĩa là phiên bản hiện tại là 2022 và phiên bản trước là 2021. Phiên bản 2021 vẫn còn sản xuất, vẫn còn những màu sắc vẫn đang được phát hành, vẫn đang được ra mắt các bạn nhé. Và đây là một trong số những màu đó. Cái màu này theo cảm nhận cá nhân của mình nó khá là đẹp, cho nên mình đã quyết định nhập về và hôm nay có ở đây để review cho các bạn xem. Ok, bây giờ mời các bạn theo dõi review về đôi Ultra Boost 2021 Tiercer Shadow Navy này nhé. Ok, đây chính là Ultra Boost 21 Tiercer Shadow Navy. Thì mình nói chút qua một chút về cái tên gọi của nó. Tiercer Shadow Navy thì Tiercer có nghĩa là một cái danh từ sử dụng trong cái lĩnh vực những cái lĩnh vực như âm nhạc, thể thao, giải trí hay giới thiệu sản phẩm. Thì nó cùng nghĩa với cả Tiercer, cùng nghĩa với cả trailer ấy. Đó, các bạn những ai mà hay mê phim ảnh thì sẽ biết đến từ trailer rất là dễ dàng thôi. Tiercer thì nó sẽ sử dụng nhiều trong cái việc là giới thiệu về sản phẩm hơn, tức là một đoạn ngắn giới thiệu về sản phẩm. Thì cái tên của đôi giày này nó cũng có nghĩa là giới thiệu về một cái đôi, nói về một cái đôi Ultra Boost 21 màu Shadow Navy, màu xanh Navy đấy các bạn ạ. Ở mình ở cái đôi Ultra Boost 21 này mình thích nhất đó là cái màu xanh Navy của nó. Và những cái điểm nhấn trên đôi giày này các bạn thấy ở cái ba sọc này đó, và ở cái gót này, cái gót màu xanh óng ánh này đây. Cái họa tiết này liên tưởng tới màu titan các bạn, là những ai mà đam mê xe cộ độ đẽo thì sẽ thấy những cái ốc màu titan nó cũng có cái màu giống như thế này. Ở dưới đế này chúng ta sẽ có màu đế cao su màu xanh và màu đỏ giữa rất là đẹp. Nói chung là cái đôi này nó màu sắc rất là đẹp và rất là ưng mắt, cho nên mình đã quyết định nhập về. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ quay chủ yếu là quay cận cảnh và quay lên chân cho các bạn xem. Cái đôi này mình thấy khá là ưng mắt. Ở đôi này thì chúng ta sẽ có cái phần logo Adidas và những cái họa tiết bông hoa hình thành từ những cái mũi tên này. Nó nói chung là những cái này nó sẽ biến tấu, cái logo này sẽ biến tấu màu sắc nha các bạn nhé. Khi các bạn nhìn thẳng nó sẽ là màu vàng này, các bạn để nghiêng nó sẽ là màu tím này. Đó, đây mình cho các bạn xem đấy, để nghiêng nó sẽ là màu tím này. Khi các bạn để nhìn ngược lại như thế này thì nó sẽ là màu xanh đó, màu xanh lá cây đúng không ạ? Rất là đặc biệt, nó biến tấu màu sắc rất là đẹp đó. Đấy, đấy là những cái ấn tượng về cái màu sắc của đôi Ultra Boost 21 Tiercer Shadow Navy này, cho nên mình đã quyết định nhập về. Thực sự đây là cái màu mà mình cá nhân mình rất là thích, còn không biết là mọi người ý kiến về đôi này, về cái màu sắc này như thế nào. Mình khá là mê cái màu này luôn các bạn. Một cái màu mà có thể nói là cũng rất là trung tính thôi, không quá là màu mè. Thực sự là nó cũng không phải là màu mè, bởi vì nó là màu trầm, màu xanh navy và kết hợp với màu đậm, màu navy đậm, cho nên là nó là một cái màu khá trầm. Nó phù hợp với tất cả những cái bạn trẻ và thậm chí phù hợp với trung niên, trung tuổi, những người lớn tuổi đều mang được. Đó là cái đặc điểm của đôi này. Ở bên trong này thì nó sẽ không sơn màu như thế. Đây, bên ngoài thì màu như thế này, nhưng mà bên trong thì không có gì, bên trong là bình thường. Đấy. Đế bút thì đế bút hạt chuẩn các bạn nhé, không phải là hàng đế bút khuôn, bút đúc, bút giả. Giá bên mình bán rất là hợp lý. Ok, bây giờ mình sẽ lên chân cho các bạn xem đôi Ultra Boost 21 Tiercer Shadow Navy này
mời các bạn theo dõi.